thỉnh mời hoàng tử đệ tam y. Phi phương diện mạo ý, lòng nhan ý, dị thường. Chấp chính kỷ cương, cầm cân đẩy bực người sửa sang ý, việc đình thần dài cầm quyền thay chúa, phép mưa màu quan tôi tu, tôi linh lệnh truyền thủy bộ chư dinh tuần du kiểm soát đi cõi phàm trần gian. Mãi thiên lang nổi dòng xích bích, ô quân trèo du lịch tứ phương có tuần thúng sông thương trở về tỉnh Bắc quê dương lục đầu. Thank you.
hương Long Thành thắp một chín hương tấu về thủy phủ dâng sang các tòa thiên đình địa phủ Diêm La. Địa phủ Diêm La thiên đình địa phủ Diêm La tấu về thủy phủ đức vua xa đồng đình vương dòng là chữ thủy tinh. Văn sớ dâng lên thượng lai văn sớ dâng lên ngài vệ tô đối phê biên rõ ràng khi cho nhị tự trường sinh dòng nhan khai quang thật kỳ diệu quang minh chiếu từ trung ngã tịch tàng cúng ràng kim phụng hoàng thân cận thánh chúa tiền trung vương. Thiên đình khi rẽ hướng